Gần đây, người ta đã tiến hành một trong những công trình đánh giá khoa học toàn diện nhất từ trước đến nay về khô đậu nành, nhằm lượng hóa mối quan hệ giữa nước xuất xứ và thành phần hóa học, chất lượng protein và giá trị dinh dưỡng của đậu nành. Từ đó, các chuyên gia đã nhận ra rằng nguồn gốc của khô đậu nành sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của loại protein đó. Và khi so sánh đậu nành Hoa Kỳ với bất cứ đậu nành từ khu vực nào khác, quý vị sẽ thấy đậu nành Hoa Kỳ vượt trội so với các loại từ Brazil, Argentina và Ấn Độ là lựa chọn có chất lượng cao và kinh tế nhất cùng giá trị xuất sắc. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ ngay với đại diện đậu nành Hoa Kỳ của quý vị.